Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân các tỉnh miền Tây sẽ có thêm một lựa chọn để trở lại nơi làm việc, đó là bến phà tạm Trạch Miễu. Bến phà tạm đã tăng cường hoạt động trong những ngày nghỉ Tết và sau Tết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần giảm áp lực cho cầu Rạch Miễu, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết sẽ là thời điểm người dân trở lại làm việc sau Tết. Theo đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu chắc chắn sẽ xảy ra. Do đó, lựa chọn qua phà tạm Rạch Miễu vào những ngày này được xem là phương án tối ưu, đặc biệt là các tài xế. Cái cầu Rạch Miễu là từ hồi xưa tới giờ nó kẹt dữ lắm. Nó kẹt khủng khiếp, kẹt tới mấy cây số chứ không phải là kẹt vừa. Thành ra mình đi bến phà tạm thì có bến phà tạm, mình đi bến phà tạm thì nó lẹ hơn mà nó nhẹ nhàng hơn nữa. Bến phà tạm đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo quá trình phục vụ người dân được thuận lợi nhất trong những ngày sau Tết. Theo đó sẽ hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày, chia ca làm việc liên tục. Đồng thời, bến phà tạm cũng sẽ tiếp tục thu phí qua phà theo quy định bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, với mức phí từ 10.000 đồng đến 140.000 đồng tùy loại xe. Ngoài ra, bến phà cũng nhận cho thuê bao phà 400.000 đồng một lượt. Khách và bà con sẽ quay lại các tỉnh và thành phố làm việc. Phà sẽ phục vụ là xuyên suốt là từ 6 giờ sáng cho tới là 20 giờ đêm. Rồi từ 20 giờ đêm cho tới 22 giờ là cách 30 phút một chuyến. Mà nếu có khách đông thì vẫn phục vụ xuyên suốt tới 22 giờ. Nay là có 4 phà 100 tấn là hoạt động. Nếu mà có khách đông thì hoạt động xuyên suốt. Thường xuyên thì dắt ban ngày thì có 2 chiếc để phục vụ bà con qua lại phà. Đại diện bến phà tạm Rạch Miễu cũng cho biết, nếu lượng xe đông, bến sẽ cho chạy 4 phà, rút ngắn thời gian vượt sông từ 8 đến 10 phút xuống còn 5 đến 6 phút, đồng thời phối hợp với công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo không xảy ra tình trạng kẹt xe, gây ùn tắc giao thông tại hai mặt bến, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, cho người xa về đây xung đầy. Tết, Tết, Tết là Tết, là Tết, con cháu bà quây quần bên nhau. Cho đàn chị thơ cùng khoe áo mai, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui.